Ninh Tuấn xin chào quý cô bác anh chị. Hôm nay anh chị và em Tuấn đang có mặt tại sân bay Long Thành, nội khu của sân bay Long Thành để hiểu rõ hơn về tiến độ thi công, thời gian hoàn thành và hiện nay gói thầu 35.000 tỷ phía sau quý cô bác anh chị đang được triển khai tới đâu. Anh chị và em Tuấn cùng khảo sát thực tế nhé. Dạ. Anh chị và em Tuấn đang có mặt trên con đường Nguyễn Quốc, con đường chạy thẳng xuyên suốt từ thành phố Thủ Đức về trung tâm, hướng về đường Vành Đai 3 và về trung tâm đại lộ Nguyễn Quốc vào trung tâm của thành phố, sân bay và trục chính sân bay. Anh chị và em Tuấn đang có mặt trên con đường Nguyễn Quốc có nội giới 100m để hiểu rõ hơn về tiến độ thi công của sân bay như thế nào và trục chính sân bay hiện tại đang được thi công đến đâu. Anh chị và em Tuấn hôm nay sẽ đi khảo sát thực tế nhé. Dạ. Hiện tại anh chị và em Tuấn đang có mặt tại xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, tại khu công nghiệp 3 và nằm trên con đường Nguyễn Quốc có nội giới 100m. Hai bên là hai bên khu công nghiệp của huyện Nhân Trạch, nằm ở tại khu vực ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, có nội giới là 100m. Hiện nay khu vực này đang công nhân đang di chuyển về, đang giờ tan ca khoảng 3 giờ chiều. Thì đây là khu vực trục chính sân bay, sau này sẽ là con đường trung chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển đi qua Nhân Trạch và về trung tâm của sân bay Long Thành. Dạ. Điểm tiếp theo anh chị và em Tuấn đang chuẩn bị tiến tới đó là khu vực đoạn cuối cùng kết nối giữa con đường Hùng Vương của xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, kết nối với quốc lộ 51 và ra nút giao T1 kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Thì hiện nay khu vực này đang được chuẩn bị triển khai và giải phóng mặt bằng. Con đường T1 cũng chuẩn bị triển khai kết nối với con đường 25C anh chị và em Tuấn đang di chuyển đấy ạ. Đây, khu vực này là chủ yếu là khu vực nhà tạm thôi. Chúng ta sẽ di chuyển theo con đường vòng theo đường Hương Lộ 12 hay còn gọi là đường 3 ký để di chuyển vào con đường T1 vào trực tiếp sân bay nhé. Dạ. Anh chị Bam Tuấn đang có mặt trên con đường Hùng Vương kết nối giữa xã Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phước An và Bình Thanh. Dạ. Đây cũng là con đường xương sống của huyện Nhân Trạch. Nó có hai con đường xương sống trục chính, đó là con đường Hùng Vương và con đường Lý Thái Tổ. Dạ. Chúng ta sẽ di chuyển rẽ phải và con đường Hương Lộ 12. Khu vực đường Hương Lộ 12 này tập trung rất là đông dân cư. Dạ, chủ yếu là dân cư là nhập cư, công nhân và làm tại nhà máy xí nghiệp tại khu công nghiệp Nhân Trạch 3,2 nghìn hecta. Dạ, rất là đông khu công nhân ở đây và mặt tiền kinh doanh buôn bán Hương Lộ 12 tập trung đa dạng ngành nghề như tiệm thuốc, tạp hóa, quán ăn, nhà hàng nghỉ và những cái tiện ích cơ bản, trường học rồi trạm y tế đều nằm ở trên con đường này. Dạ. Với mức giá hiện nay ở khu vực đường Hương Lộ 12 này đang dao động từ 800 đến 1 tỷ trên mét ngang, tùy vị trí và diện tích. Chúng ta sẽ có vị trí là gần trung tâm, gần trường, gần chợ thì sẽ có mức giá cao hơn so với cái mức giá mà ở xa trung tâm một xíu thì sẽ có mức giá khoảng từ 750 triệu đến 800 triệu trên mét ngang. Còn gần chợ, gần trường thì sẽ có mức giá từ 900 đến 1 tỷ trên mét ngang. Dạ. Và địa điểm tiếp theo anh chị và em Tuấn đang có mặt là trên con đường kênh Bà Ký và bên trái quý anh chị đó là dự án Tiến Lập Garden. Dạ. Đây cũng là một cái dự án rất là đẹp thuộc ấp 1 xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, ngay kế bên là xã Long Phước, huyện Long Thành. Dạ. Đây là những cái khu vực ở nhà shop house của dự án Tiến Lập Garden. Với mức giá hiện nay khu vực này dao động từ trên dưới 6 tỷ trên một căn. Đấy.
dự án tuyến đường Quan Đường và hướng còn lại thì sẽ là hướng quốc lộ 51. Khu vực này đối diện với rất là nhiều hàng quán như quán Vườn Xanh này, tiệm thuốc này, rồi các quán tạp hóa, cầm đồ, buôn bán quần áo rất là nhiều tập trung ở đây. Đây cũng là rất là gần với cổng chính sân bay. Con đường T1 sẽ chạy ngang qua con đường này, nên rất là nhiều anh chị đầu tư tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến trục đường này, vì sau này con đường này sẽ là con đường ra của sân bay Long Thành, sẽ có đường ra vào đấy ạ. Yeah. Và điều đặc biệt nữa, anh chị và em Tuấn đang di chuyển đó là từ vị trí anh chị và em Tuấn đang đi đấy ạ. Đó là cái trục đường T1, đường 25C sẽ cắt ngang con đường Hương Lộ 12 này và chạy thẳng vào sân bay. Dạ, rất là tuyệt vời. Con đường này sau này sẽ là con đường cửa ngõ sân bay, kinh doanh buôn bán rất là tốt ạ. Dạ, có thể làm nhà nghỉ này, khách sạn này và nơi lưu trú để những anh chị mà quá cảnh qua đêm ấy, có thể ở khu vực này để đi vào sân bay. Thì từ vị trí anh chị và anh Tuấn đang đi vào trung tâm cổng 1, cổng T1 ấy, sân bay Long Thành chỉ khoảng từ 3 đến 5 phút thôi, thì rất là tiện để anh chị nghỉ ngơi và vào di chuyển vào sân bay, chỉ mất thời gian rất là ngắn. Dạ. Hiện nay con đường T1 chưa hoàn thành hết thì chúng ta sẽ phải đi con đường vòng, mất khoảng gấp 3 cái thời gian chúng ta di chuyển. Khi mà con đường 25C được hình thành thì chúng ta sẽ giảm cái thời gian di chuyển rất là gần thôi. Hiện tại chúng ta sẽ phải di chuyển theo con đường này để đi đường vòng là quốc lộ 51 và vào con đường T1 ạ. Đấy, chúng ta sẽ rẽ trái. Đây là con đường Bà Ký, Hương Lộ 12, kết nối quốc lộ 51. Còn đối với mức giá, hiện nay khu vực đường trục chính 25C chưa được hình thành nhưng đang giao dịch với mức giá hiện nay là dao động từ 4 triệu rưỡi đến hơn 5 triệu trên mét vuông. 4 triệu rưỡi trên 5 triệu trên mét vuông, tùy vị trí và tùy khu vực gần sân bay hơn thì sẽ vị trí sẽ cao hơn, và mặt tiền nhiều hơn thì sẽ giá sẽ cao hơn so với những khu vực xa. Dạ. Đó là cái khu vực trục đường 25C thuộc xã Long Thọ và xã Long Phước, hiện nay với mức giá là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Dạ. Anh chị và em Tuấn đang ở khu vực nút giao giữa quốc lộ 51 và con đường T1, và đây là khu vực ban điều hành dự án 6.12, là khu vực ban điều hành dự án đường băng của sân bay Long Thành. Đó. Chúng ta sẽ vào trực tiếp sân bay để theo dõi, thứ nhất là về tiến độ thi công, thứ hai là hiện nay khu vực đường T1 kết nối với lại đường T2 và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được thi công đến đâu, và chúng ta sẽ vào trực tiếp sân bay để khảo sát thực tế sân bay Long Thành trong tháng 1 năm 2024. Dạ. Đấy. Thì phía trước mắt của các anh chị đó là khu vực nút giao giữa cao tốc Bến Lức, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và con đường T1. Dạ. Phía trước ánh mắt anh chị là cái gì đây? Chị đâu? Chị chắc ở đây đúng không? Dạ. Sẽ làm cận cảnh thực tế để anh chị có một cái nhìn về sân bay Long Thành thực tế nhất. Dạ. Thi công rất là khủng khiếp luôn, ngày đêm.
khu vực này đang được thi công của nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và con đường T1 này. Dạ, anh chị và em Tuấn đang thấy là khu vực cầu vượt của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được triển khai đổ bê tông. Những cái trụ cầu rất là lớn ở đây. Giữa nút giao tuyến 2 và tuyến 1 của sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Bao nhiêu sắt thép đổ vào đây ha. Theo dự kiến thì sân bay Long Thành sẽ bay chuyến bay đầu tiên vào khoảng mùng 2 tháng 9 năm 2026. Dạ. Thì những cái công đoạn này là công đoạn chuẩn bị để kết nối trực tiếp vào sân bay. Thì từ vị trí anh chị và em Tuấn đứng chỉ cách sân bay khoảng 2 km rưỡi thôi. Dạ, rất là gần với sân bay. Những cái chân cầu này, chân trụ cầu rất là lớn. Đây là một khu vực bồng binh rất là khủng khiếp. Dạ, có thể là khu vực bồng binh to nhất của Đông Nam Á. Và tiến tới là khu vực đường T1 và sân bay. Có độ giới là 120m với 6 đến 8 làn đường hai bên. Bên tay trái của anh chị đó là khu vực đang được triển khai giải phóng mặt bằng. Con đường T1 này đang được làm mặt bằng để thi công. Làn đường quan trọng nhất, bậc nhất của sân bay Long Thành. Cái vị thế cửa ngõ sân bay Long Thành là huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch trước tiên sẽ được hưởng lợi về hạ tầng và tính kết nối giữa ba cao tốc là cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, và hai tuyến đại lộ lớn là đại lộ Nguyễn Ái Quốc và đại lộ 25B cũng đang được triển khai song song để kịp kết nối vào tuyến T1 chạy thẳng vào nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và quốc lộ 51. Dạ, cũng đang được triển khai, đang được triển khai rất là khẩn trương. Trong khu vực nội khu của sân bay Long Thành thì đang được triển khai cái trạm LADA của sân bay Long Thành cũng đang được triển khai rất là khẩn trương để kịp làm công tác chuẩn bị để 2026 và chuẩn bị 2025 sẽ tập dượt những cái chuyến bay để 2026 sẽ bay dịch vụ đầu tiên sân bay quốc tế. Và cái lượng và hành khách và lượng cư dân sẽ đổ về đây Long Thành, Nhân Trạch sẽ tập trung về đây rất là đông trong cái khoảng thời gian tới. Và cái lượng lớn người lao động mang tới khu vực này phục vụ cho sân bay Long Thành là khoảng 14.000 lao động phục vụ trực tiếp cho sân bay Long Thành. Và thêm nữa thì Đồng Nai đang có kế hoạch là khởi công cái
bệnh viện y dược cơ sở 2 sẽ đặt tại huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Dạ. Và đây chắc là khu vực cổng chào anh ha. Khu vực không biết là làm gì đây. Làm cái quảng cáo. Làm khu vực chắc là khu vực cổng chào á. Chắc không khí lắm. Bắt đầu anh chị và em Tuấn đang trong nội khu của sân bay Long Thành. Rất là rộng lớn, nếu mà đi cả ngày chắc cũng khó có thể hết được. Khi sân bay Long Thành này được khởi công là xóa sổ tất cả hai xã của huyện Long Thành để phục vụ cho sân bay. Đây là con đường công vụ và sân bay phục vụ vận chuyển cát đá, vật liệu xây dựng vào thi công. Nhà ga hành khách gói thầu 35.000 tỷ. Đẹp quá, đẹp quá anh em ơi. Mà cái khoảnh khắc này đâu. Ai công trình của thế giới. 16 sân bay được mong chờ nhất thế giới. Chỗ đấy, đấy, đấy. Mà nó quay cảnh kia mới đẹp nhỉ. Đấy. Chị và em Tuấn chỉ cách rất là gần sân bay thôi, chỉ cách vài trăm mét thôi. Dạ. Và chúng ta sẽ vào những cái cánh sen, một trong những khu vực sân bay sau này sẽ trung chuyển sầm uất nhất thế giới, sẽ tập trung về khu vực Nhân Trạch Long Thành. Yeah. Siêu sân bay. Và cái trạm Lada anh chị và anh Tuấn đang theo dõi đấy ạ, cũng đang được thi công rồi. Nhìn xa xa mới thấy được, vì cái khung cảnh khu vực này đang được thi công cát đá và rất là nhiều máy móc nên nó hơi bụi xíu. Dạ, anh chị thông cảm ha, không thể nào mà sắc nét được. Này, như ở bên vùng Ả Rập Xê Út ấy nhỉ. Nhìn sau xe đã chứ em. Nhưng vùng hai bên là sa mạc ha. Thực tế đó là sân bay đấy ạ. Thế anh chị sân bay kinh khủng nhỉ. Gói thầu 35.000 tỷ đang triển khai, là công trình trọng điểm của trọng điểm quốc gia. Em Tuấn và các anh chị ở khu vực Long Thành Nhân Trạch chúng rất là may mắn là sống trong cái khu vực mà rất là gần những cái công trình đặc biệt quốc gia, phải trăm năm hoặc là vài trăm năm mới có một công trình đặc biệt như thế này được triển khai. Đó đấy ạ. Gói thầu và cái nguồn đầu tư công là khủng khiếp nhất trong khoảng từ trước đến nay nữa. Sân bay Long Thành đã mong chờ không biết bao nhiêu năm,
dần sợ trở thành hiện thực. Đầu xe này này, đầu xe này bay nó mới đẹp.